Xin chào các bạn, chúng ta lại quay trở lại trong cái video này. Và ở trong cái video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái tính năng rất là thú vị của Camtasia. Đó chính là tính năng lồng tiếng. Và giả sử như là bây giờ chúng ta sẽ cho thêm một cái đoạn nhạc vào đây đã, để chúng ta cùng nhau khám phá cho nó vui. Đây, mình cứ vứt đại lên một cái đoạn nhạc này, mình bật thử đã nhé. Rồi, ok các bạn thấy không? Rồi, bây giờ cái mà mình muốn nói cho các bạn trong cái video này, nó thú vị ở chỗ là sử dụng cái công cụ gọi là gì? Voice Narration. Đây là tính năng lồng tiếng. Và khi bạn nhấn vào đây thì các bạn thấy cái Voice Narration nó hiện ra. Và ở đây, chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu nhé. Nếu như chúng ta có những cái mic mà gắn ngoài thì chúng ta sẽ lựa chọn ở đây. Sau khi chúng ta lựa chọn xong thì cái mà chúng ta đang nói là cái tín hiệu nó vào đây này. Các bạn hình dung chưa ạ? Đây là tín hiệu nó vào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện cái việc thu âm nhé. Bây giờ mình sẽ giả sử mình kể một cái câu chuyện cổ tích nhé. Bắt đầu nhạc vào xong rồi mình kể chuyện. Ngày xưa, từ từ các bạn. Nếu các bạn ấn vào mute timeline during record này thì có nghĩa là nó sẽ không nghe thấy gì đâu. Trong quá trình mà chúng ta lồng tiếng thì cái đoạn nhạc này nó không chạy. Bây giờ chúng ta phải bỏ cái tích này đi đã. Bỏ cái tích này đi để chúng ta bắt đầu. Thì chúng ta bỏ cái tích thì chúng ta bắt đầu nhá. Nào đọc bật lên đã. Ngày xưa có hai bà cháu ở trong rừng sống với nhau rất vui vẻ. Bà rất thương cháu, có gì ngon bà cũng dành cho cháu ăn. Nhưng một hôm đến đoạn này mình dừng lại đã. Điều cái thì đây cái đoạn vừa rồi này. Các bạn nghe lại này. Ngày xưa có hai bà cháu ở trong rừng sống với nhau rất vui vẻ. Bà rất thương cháu, có gì ngon bà cũng dành cho cháu ăn. Nhưng một hôm, rồi đến đoạn này bắt đầu chúng ta lại lồng tiếng tiếp này. Đứa bé có tên là Tích Chu rất là ham chơi. Cho đến một ngày nọ, khi bà đã rất già yếu rồi, bà khát nước, bà gọi Tích Chu, nhưng Tích Chu không nghe. Ví dụ thế các bạn nhá. Để chúng ta bật lại. Đứa bé có tên là Tích Chu. Tích Chu rất là ham chơi. Rồi, đấy là mình nói qua cho bạn cái tính năng mà lồng tiếng rất là hay. Sau đó bạn lồng xong thì nó tạo ra được những cái file luôn bên cạnh này. Bạn có thể nâng tiếng lên đây, nâng to lên, giảm đi. Nếu mà ồn quá thì bạn có thể sử dụng những cái mà audio effect này. Bạn sẽ đưa vào đây, giảm tiếng ồn đi chẳng hạn thế. Và cái video ngắn này mình chỉ muốn nói rằng là ở trong cái Camtasia có một cái tính năng rất tuyệt vời. Đó là tính năng lồng tiếng. Nếu như mà bạn ứng dụng nó thì bạn sẽ thấy nó rất thú vị. Và video ngắn này mình xin được dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.